Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, đối với công tác ngoại tuyến, việc dựa vào nhân dân là vô cùng quan trọng. Đây là chỉ đạo của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Cục Ngoại tuyến Bộ Công an và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì diễn ra vào chiều nay. Cùng dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an. Chủ tịch nước nêu rõ, trong bất cứ tình huống nào, Việt Nam cũng phải giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định và điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, Chủ tịch nước đề nghị Cục Ngoại tuyến cần hết sức coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, cần kiệm, liêm chính, theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, coi đây là một vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng lực lượng ngoại tuyến và triển khai các biện pháp công tác ngoại tuyến. Các đồng chí phải thực sự thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu: khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Đối với công tác ngoại tuyến, việc dựa vào nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đòi hỏi phải kiên trì, sáng tạo trong tổ chức hướng dẫn vận động để nhân dân là tai mắt, là lưới thiên la địa võng, giúp lực lượng ngoại tuyến giám sát, phát hiện kẻ địch, chỉ mặt tội phạm. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm đối với công tác ngoại tuyến nhân dân đã thực hiện trước đây để vận dụng thực sự sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng ngoại tuyến hiện nay. Chủ tịch nước yêu cầu cần tập trung xây dựng Cục Ngoại tuyến ngày càng tinh nhuệ, hiện đại, tăng cường công tác đào tạo huấn luyện, chủ động chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ ngoại tuyến có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, năng lực chiến đấu, tăng cường tiềm lực ngoại tuyến nói riêng và lực lượng ngoại tuyến Công an Nhân dân nói chung, chủ động tích cực đẩy mạnh nghiên cứu áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ. Chủ tịch nước cũng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cần quan tâm hơn nữa đến điều kiện, phương tiện công tác chiến đấu, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho cán bộ và có chính sách đãi ngộ hợp lý đối với cán bộ chiến sĩ ngoại tuyến và thân nhân gia đình. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Cục Ngoại tuyến Bộ Công an. Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa hai bên thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong giai đoạn 2016-2020 và 8 tháng đầu năm 2021, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực, chủ động, phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy chế phối hợp công tác và yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Các nội dung phối hợp được triển khai toàn diện, thiết thực, hiệu quả và hướng vào giải quyết những vấn đề cấp thiết trong đời sống nhân dân, góp phần quan trọng tạo nên những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước và hội nhập quốc tế. Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc đã phát động phong trào đóng góp cho quỹ vaccine phòng chống COVID-19, huy động được mọi tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng tham gia. Tính đến ngày 23 tháng 9, quỹ đã huy động được số tiền và hiện vật tương đương 18.246 tỷ đồng, trong đó số tiền mặt là 8.692 tỷ đồng. Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự ủng hộ tích cực, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Chính phủ trong thời gian qua, đặc biệt là trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Chính phủ xác định phương châm hành động cho nhiệm kỳ 2021-2026 là xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Để đạt được mục tiêu này, trước mắt phải thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng chống dịch thành công, vừa khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và an dân, an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, phối hợp giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch bệnh, tích cực phối hợp triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào cả nước đoàn kết, chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chính phủ trong nghiên cứu hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, pháp luật tạo mọi điều kiện để nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia có hiệu quả vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước kết hợp với phương thức vận động tập hợp nhân dân. Chính phủ luôn quán triệt quan điểm đầu tư cho thể chế là đầu tư cho phát triển bền vững, đúng như là bác Đường nói.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Chính phủ trong nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật, giám sát và phản biện xã hội, phát huy tối đa trí tuệ của các nhà khoa học, những chuyên gia giàu kinh nghiệm, phối hợp đề xuất, xây dựng các cơ chế, phương thức phù hợp trong đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí ở ngay tại mỗi địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Sáng nay, các đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, đồng chí Vũ Việt Trang, Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo đã cùng nhấn nút khai trương ứng dụng thông tin tuyên giáo, đồng thời ra mắt hình thức mới của ba bản tin: thông tin sinh hoạt chi bộ, thông tin báo cáo viên, thông tin công tác tuyên giáo. Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của Trung tâm Thông tin Công tác Tuyên giáo nói riêng và của Ban Tuyên giáo Trung ương nói chung trong công tác tuyên truyền miệng. Ứng dụng thông tin tuyên giáo đi vào hoạt động sẽ là một kênh cung cấp thông tin hữu ích giúp đội ngũ cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng dễ dàng tiếp cận thông tin ở mọi lúc, mọi nơi. Mọi cá nhân cài đặt ứng dụng thông tin tuyên giáo trên điện thoại thông minh cũng có thể tiếp cận được lượng thông tin thời sự nhanh chóng, bảo đảm độ chính xác cao nhất. Bên cạnh đó, với chuyên mục hoạt động báo cáo viên, ứng dụng sẽ là nơi gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của đội ngũ báo cáo viên một cách hết sức đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả. Hôm nay tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội, các đại biểu đã tiến hành thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến 4 trên 12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt mục tiêu đề ra. Trong đó tốc độ tăng trưởng GDP ước chỉ đạt 3,5 đến 4%, mục tiêu là 6%. Trong bối cảnh khó khăn thách thức đan xen, để đạt được con số tăng trưởng như mục tiêu Quốc hội đề ra, Chính phủ cần triển khai hiệu quả các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, sử dụng linh hoạt các công cụ chính sách tài khóa, tiền tệ, trong đó phát triển thị trường nội địa, cần quyết tâm tháo gỡ các vướng mắc trong các khâu thủ tục phục vụ sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công theo đúng kế hoạch từ các bộ, ngành và các địa phương. Các đại biểu cho rằng Chính phủ cần khẩn trương rà soát, sửa đổi điều kiện, quy trình, thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Số liệu mới công bố từ Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm 2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm 2020. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 năm 2021 giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay. Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ giảm rất sâu, lần lượt ở các mức giảm 5,02% và giảm 9,28%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, GDP chỉ tăng trưởng 1,42% so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên vẫn có điểm sáng trong tăng trưởng thời gian qua. Trong khó khăn, khu vực nông lâm nghiệp thủy sản vẫn giữ được cái vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, và với cái mức tăng trưởng dương ở cả quý 3 cũng như 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của chúng ta vẫn tăng ở mức rất cao, trên 24,4%, và với tổng kim ngạch là 483 tỷ đô. Một cái điểm nữa đó chính là niềm tin của các nhà đầu tư thể hiện qua vốn đăng ký mới và mở rộng hay là vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm của các dự án trên 20% và trên 25% trong thời gian qua. Theo dự báo, tăng trưởng cả năm 2021 sẽ không đạt được mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra từ đầu năm. Thưa quý vị, theo thông tin cập nhật từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 28 tháng 9 đến 18 giờ ngày 29 tháng 9, cả nước tiếp tục ghi nhận thêm 8.758 ca mắc COVID-19 mới tại 33 tỉnh, thành phố, trong đó có 4.984 ca bệnh ghi nhận trong cộng đồng.
Tính từ 18 giờ ngày 28 tháng 9 đến 18 giờ ngày 29 tháng 9, Việt Nam ghi nhận thêm 8.758 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 14 ca nhập cảnh và 8.744 ca ghi nhận trong nước. Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 162 ca tử vong do COVID-19. Hiện tổng số ca tử vong là 19.098 ca. Trong ngày có thêm 23.568 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam hiện là 779.398 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 583.509 ca. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế, đồng thời tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Theo Bộ Y tế, từ tháng 10 tới đây, Việt Nam có thể sẽ tiếp nhận số lượng vaccine COVID-19 nhiều hơn so với thời gian trước, nên các địa phương cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành khẩn trương coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong tình hình hiện nay và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu tổ chức tiếp nhận vaccine, triển khai tiêm chủng chậm và đẩy xảy ra lãng phí vaccine. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, đến sáng ngày hôm nay 29 tháng 9, cả nước đã tiêm được gần 41,3 triệu liều vaccine, trong đó hơn 8,6 triệu người đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định số 1639 ngày 29 tháng 9 năm 2021 về bổ sung kinh phí mua vaccine phòng COVID-19. Quyết định 1639 của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký nêu rõ bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và tiếp nhận 20 triệu liều vaccine Verocell của tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc để phục vụ công tác phòng COVID-19. Việc quản lý sử dụng, thanh quyết toán kinh phí mua vaccine thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Tính đến ngày 28 tháng 9, cả nước đã tiêm trên 40,2 triệu liều vaccine. Trong đó có khoảng 23 triệu người đã được tiêm một liều vaccine và 8,6 triệu người tiêm đủ 2 liều vaccine. Theo tính toán của Bộ Y tế, để tiêm được cho 70% dân số, Việt Nam cần khoảng 150 triệu liều vaccine, tương ứng với số tiền khoảng 25.000 tỷ đồng. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Quỹ đầu tư trực tiếp Nga về việc cung cấp vaccine, chuyển giao công nghệ gia công và sản xuất vaccine Sputnik V tại Việt Nam. Chiều nay, lô vaccine Sputnik V đầu tiên cũng đã được Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech tiếp nhận tại Hà Nội. Buổi lễ chuyển giao diễn ra tại sân bay Nội Bài với sự tham dự của Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdeko, Thứ trưởng Bộ Y tế Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, đại diện Bộ Ngoại giao, các cơ quan quản lý, ngoại giao, thương mại hai nước, cùng Chủ tịch Vabiotech Đỗ Tuấn Đạt và Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sovico Đinh Việt Phương, Vabiotech, doanh nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, là đối tác nhận chuyển giao công nghệ gia công đóng gói và sản xuất vaccine Sputnik V của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga tại Việt Nam theo hợp đồng sản xuất, chuyển giao công nghệ và nhập khẩu với số lượng hàng giai đoạn đầu tiên từ nay tới tháng 6 năm 2022 là 40 triệu liều, theo thỏa thuận ba bên ký giữa Tập đoàn Sovico và Biotech và Quỹ đầu tư trực tiếp. Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đang hướng đến mục tiêu hạn chế giãn cách xã hội, mở cửa lại nền kinh tế trong điều kiện bình thường mới. Một trong những giải pháp căn cơ là nhanh chóng tiêm vaccine cho người dân. Địa phương đang thực hiện tiêm chủng diện rộng nhằm nhanh chóng đạt miễn dịch cộng đồng. Từ ngày 27 tháng 9, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức tiêm diện rộng vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Đối tượng tiêm là công dân từ 18 đến 60 tuổi. Dự kiến có hơn 82.200 người được tiêm. Đây là đợt tiêm vaccine ngừa COVID-19 thứ 11 của thành phố Quy Nhơn, triển khai cho người dân với 14 điểm tiêm trên toàn thành phố. Theo kế hoạch, thời gian tiêm diễn ra từ ngày 27 tháng 9 đến trước ngày 10 tháng 10. Tỉnh Đồng Nai cũng đang chuẩn bị các điều kiện để áp dụng vùng xanh ở các ấp và khu phố từ ngày 1 tháng 10 tới. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cần hoàn chỉnh kế hoạch quản lý xã hội ấp vùng xanh để áp dụng từ ngày 1 tháng 10, thay vì cấp xã vùng xanh như 10 ngày qua. Trong đó, từng xã, phường, thị trấn phải xây dựng ngay kế hoạch quản lý xã hội theo hướng mở rộng ấp vùng xanh để cho người dân được sinh hoạt, đi làm bình thường ở một số lĩnh vực và không tụ tập quá 10 người, quá 20 người theo từng cấp độ, chỉ quản lý các ấp vùng đỏ, cam, vàng để không lây lan dịch bệnh.
Trong thời gian qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được trưng dụng tạm thời làm khu cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các địa phương đã bàn giao lại các cơ sở cho ngành giáo dục để tổng vệ sinh, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, bảo đảm an toàn phòng chống dịch khi đón học sinh trở lại trường, dự kiến vào đầu tháng 10 tới. Trường Tiểu học Lê Văn Tám là một trong những cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung F1 để phòng dịch trong hơn 2 tháng qua. Trong khi nhận bàn giao lại cơ sở, nhà trường nhanh chóng tiến hành công tác dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên, cắt tỉa cây xanh, sẵn sàng đón học sinh và giáo viên quay trở lại dạy học trực tiếp. Để đảm bảo về tất cả các khâu như là cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cũng giống như là vệ sinh lớp học, thì khi mình đón nhận, tiếp nhận thì các bên công tác phòng chống dịch họ đã khử khuẩn từ trước khi bàn giao cho nhà trường rồi, cho nên vấn đề đó thì cũng rất là an tâm. Sau khi rà soát tất cả các điều kiện cơ sở vật chất tại các phòng học, đảm bảo yêu cầu về ánh sáng, về cái điều kiện thoáng mát thì nhà trường sẽ tiến hành cái trang trí lại cái khuôn viên của nhà trường, ví dụ như giăng cờ, hoa, rồi trang bị lại cây cảnh. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn thành phố có 26 trường học, chủ yếu ở các quận Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, được trưng dụng làm khu cách ly y tế phòng dịch. Và tính đến thời điểm này, phần lớn các quận đã bàn giao cơ sở vật chất cho tất cả các trường học, chuẩn bị cho công tác dạy và học sắp tới. Khi còn là 2-3 ngày, khi bắt đầu cái việc học trực tiếp, thì các trường sẽ tổ chức tổng vệ sinh lại một lần nữa để đảm bảo rằng là cái ngôi trường của chúng ta, cơ sở của chúng ta sạch sẽ, không có những cái thực hiện sát khuẩn để đảm bảo rằng cái việc đến trường là an toàn cho các người dạy cũng như người học. Ngoài sẵn sàng cơ sở vật chất đón học sinh đến trường, thành phố Đà Nẵng cũng đã và đang đón đợt 1 gồm hơn 17.000 giáo viên và học sinh bị mắc kẹt ở các địa phương khác, chủ yếu là ở tỉnh Quảng Nam, trở về thành phố làm việc và học tập vào tháng 10 tới đây. Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Hôm nay tại Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm xét xử công khai đối với Trần Thị Tuyết Diệu về tội làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hội đồng xét xử đã bác toàn bộ nội dung kháng cáo của bị cáo Trần Thị Tuyết Diệu, đồng thời tuyên phạt y án sơ thẩm 8 năm tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 4 năm 2020, Diệu có hành vi sử dụng máy tính xách tay, điện thoại di động và các thiết bị quay phim để làm tàng trữ 25 bài viết, 9 video có nội dung chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó, Diệu đăng tải, phát tán và tuyên truyền trên tài khoản mạng xã hội. Ngoài ra, Trần Thị Tuyết Diệu còn tàng trữ 7 bài viết khác có nội dung chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, từ tháng 7 năm 2011 đến tháng 12 năm 2017, Trần Thị Tuyết Diệu đã nhiều lần đăng tải bài viết có nội dung xuyên tạc hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật, đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 6 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 29 tháng 9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang triển khai các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 đối tượng đã có hành vi không thực hiện các quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Sau khi điều tra, xác định rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng, cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 15 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm. Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An vừa bắt giữ vụ vận chuyển hơn 62.000 gói thuốc lá nhập lậu do Cao Thanh Bình và Trần Văn Truyền đang vận chuyển từ khu vực biên giới tỉnh Long An về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận chở thuê số thuốc lá nhập lậu này từ khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Công an thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã tạm giữ toàn bộ phương tiện, người và tang vật, tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Mới đây, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Tiền Giang đã kiểm tra phát hiện 5 vụ vi phạm, thu giữ trên 3.000 lít hóa chất công nghiệp cùng một số tang vật vi phạm khác. Đội Quản lý Thị trường số 2 tỉnh Tiền Giang phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thị xã Gò Công tiến hành kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 51C69540 và thu giữ 3.225 lít hóa chất công nghiệp trị giá khoảng 52 triệu đồng. Số hàng hóa này không ghi đủ các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn như hướng dẫn sử dụng, bảo quản, thông tin cảnh báo. Trước đó, lực lượng chức năng tỉnh Tiền Giang cũng đã xử lý một số vi phạm liên quan đến giấy chứng nhận vệ sinh thực phẩm hết hạn,
không niêm yết giá bán khẩu trang y tế, không niêm yết chứng chỉ hành nghề, hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, thu phạt trên 100 triệu đồng. Trong thời gian qua, việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý cán bộ sai phạm đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, có nhiều vụ việc phát hiện xử lý quá muộn làm giảm hiệu quả của công tác này. Vì thế, cần phải cải tiến, đổi mới phương pháp, quy trình, kỹ năng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, góp phần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, như Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đề ra. Trong 6 tháng đầu năm 2021, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật trên 70 tổ chức đảng, hơn 8.000 đảng viên vi phạm. Tuy nhiên, việc phát hiện, xử lý cán bộ có nơi có lúc chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng cán bộ vi phạm lúc ở chức vụ thấp, nhưng khi lên vị trí cao hơn mới bị xử lý. Để ngăn chặn và phát hiện những cái sai phạm của cán bộ thì có nhiều cơ quan, nhiều lực lượng. Trong đảng là cơ quan kiểm tra, bên nhà nước là cơ quan thanh tra, rồi cơ quan điều tra. Thì trong thời gian vừa qua cũng có cái sự phối hợp chưa tốt. Trong những trường hợp cụ thể ta thấy có cái sự né tránh này, hoặc là có cái sự đun đẩy, hoặc là chờ đợi, đặc biệt là sự chờ đợi. Kết quả là chúng ta phát hiện chậm, xử lý chậm. Như vậy, thiếu sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan nội chính là một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng chậm trễ trong phát hiện, xử lý cán bộ mắc sai phạm thời gian qua. Thực tế này đòi hỏi quy trình, cách thức kiểm tra, giám sát phải đồng bộ và sát hợp thực tế hơn. Cách thức kiểm tra cán bộ với kiểm tra công tác tổ chức cán bộ thì mới đích thực là kiểm tra từ gốc. Không kiểm tra gốc, từ gốc thì dù có thêm sát xử lý kỷ luật nghiêm minh đến đâu thì cũng không thể phát hiện được những kẻ ở những chỗ dựa để các phần tử thái hóa, ẩn nấp và lợi dụng chui sâu. Công tác kiểm tra giám sát này thì phải đi thẳng vào những vấn đề lĩnh vực nhạy cảm, đặc biệt những vấn đề bức xúc, có dư luận bức xúc là phải đi vào kiểm tra giám sát thì dứt khoát sẽ có hiệu quả. Và như thế thì có thể nói là chúng ta vừa phát hiện xử lý kịp thời, vừa mà có thể gọi là nâng cao cái niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, có một thực tế là các quy trình, quy định của Đảng dù chặt chẽ đến đâu nhưng khi thực hiện, người đứng đầu trách nhiệm không cao thì cũng vẫn để xảy ra những sơ hở. Vì thế, thì trước hết phải nâng cao ý thức trách nhiệm người đứng đầu đối với công tác kiểm tra giám sát. Kinh nghiệm thực tế cho thấy công tác kiểm tra giám sát của sở dĩ chúng ta làm được, đặc biệt ở Trung ương, là bởi vì có sự lãnh đạo chỉ đạo hết sức kiên quyết, nhất là người đứng đầu Đảng. Vậy thì cơ quan kiểm tra mới làm được. Phải làm được như vậy thì mới kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa, từ đầu, giải quyết từ sớm những sai phạm của cán bộ, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài và lan rộng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tối nay.